Sáng nay mình đã hẹn ra ngoài đi dạo rồi mà. Đêm qua Phong Đằng đã chuyển cuộc họp buổi chiều lên buổi sáng. Cậu ấy định tăng tốc, hy vọng có thể được về sớm. Tại sao chứ? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Đúng ra phải hỏi em chứ, Phong phu nhân. Anh giận hả? Tại sao anh phải giận chứ? Vì Sam Sam gọi điện thoại tới. Em dùng tư cách bà Phong để nghe máy. Em biết anh sẽ giận, sao còn nói như vậy? Em không cố ý đâu. Tại lúc em ra ngoài thì tình cờ nghe thấy có người gọi cho anh ở chỗ lễ tân. Thoáng qua thì em biết tiếng Anh của người đó không tốt. Em sợ công ty có việc gấp nên mới nghe thôi. Công ty có việc cũng sẽ không gọi đến đây. Được rồi, em đã đoán ra đó là Sam Sam. Vì cô ấy tiếng Anh không tốt, lễ tân lại không biết tiếng Trung. Nếu em không tự nhận mình là bà Phong thì chắc là họ sẽ không cho em nghe máy. Cứ để vậy thì ông nói gà bà nói vịt tới bao giờ? Tiếng Anh có kém thì cô ấy cũng là sinh viên đại học, không lẽ nghe không hiểu sao? Vậy ý của anh là em cố ý để Sam Sam hiểu lầm hả? Bây giờ anh hỏi em, em đã nghe điện thoại vào buổi sáng, sao đến tối vẫn không nói cho anh biết? Là bởi vì Sam Sam nói với em không có việc gì gấp hết. Hơn nữa em nghĩ buổi tối có lẽ hai người đã gọi điện thoại cho nhau rồi. Sam Sam nói với anh sao? Rồi anh tin hả? Là do lễ tân nói đó. Họ cũng không có ác ý gì hết, chỉ là thông báo mà thôi. Đúng vậy, em không muốn cô ấy hiểu lầm, mà là coi thường cô ấy. Em coi thường cô ấy? Em nghĩ anh không nhìn ra sao? Vậy trang điểm rồi chọn quần áo, em hoàn toàn coi thường địa vị của cô ấy. Để cô ấy khoác lên mình những bộ đồ không hợp, bản thân cô ấy cũng không nhận ra, chỉ biết ngại ngùng. Em đề nghị đi Anh Quốc, cô ấy lại không có hộ chiếu. Em lại muốn Sam Sam cảm thấy cuộc sống của chúng ta quá khác biệt. Vừa hay lại khiến mọi người gồm cả cô ấy cảm thấy mình vốn không xứng với anh. Đúng, cô ấy không xứng. Em luôn không hiểu điều này. Người như cô ấy thì dựa vào đâu để ở cạnh anh chứ? Nhan sắc tầm thường, học lực kém, địa vị gia đình cũng không có. Em không thể nào hiểu nổi là người này có tư cách gì để ở bên cạnh anh chứ. Lệ Trữ, đủ rồi đó. Anh tìm bạn gái chưa từng nhìn vào những thứ đó. Anh chưa từng nhìn vào những thứ đó? Vậy thì tại sao? Nếu anh không để ý bất cứ gì thì sao không là em chứ? Nếu anh đã không để ý bất cứ gì thì sao không là em hả? Tại sao không phải là em? Tại sao không phải là em? Tại sao không phải là em? Tại sao chứ?